Theo Bộ Y tế, nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn. Thông tin từ Bộ Y tế sẽ tiêm vaccine COVID-19 tại nhà cho đối tượng nguy cơ cao. Mục tâm điểm, thông tư 06, sửa thông tư vênh nghị định, doanh nghiệp mong chờ. Công điện do Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành cho biết, tại Việt Nam đến nay chưa ghi nhận biến chủng mới Omicron, nhưng nguy cơ xâm nhập lây lan vào nước ta là rất lớn. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt các trường hợp đến và đi từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng Omicron như khu vực Nam Châu Phi và một số quốc gia khu vực châu Âu. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, ngay khi được phân bố vaccine, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các tỉnh An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ là những nơi sẽ được Bộ Y tế tăng cường nhân lực để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, trong ngày 7 tháng 12, Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai phải cử thêm một đoàn cán bộ nữa đến hỗ trợ tỉnh An Giang. Bệnh viện Việt Đức cử nhân lực vào hỗ trợ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bệnh viện E hỗ trợ tỉnh Tây Ninh. Bệnh viện Nội tiết Trung ương hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu nhanh chóng đưa thêm nhân lực hỗ trợ thành phố Cần Thơ phòng chống dịch. Trước đó, 5 địa phương ở Nam Bộ này đã đề xuất Bộ Y tế chi viện thêm nhân lực từ các bệnh viện trung ương để hỗ trợ công tác điều trị, cấp thêm vaccine để tiêm mũi bổ sung và thuốc kháng virus phục vụ điều trị F0 tại nhà có kiểm soát và hỗ trợ máy thở. Sáng ngày 7 tháng 12, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, đến sáng cùng ngày, số lượng F0 nhẹ, không triệu chứng, được điều trị tại nhà trên địa bàn thành phố là 98 người. Tổng cộng đã có 10 quận huyện trên địa bàn thực hiện việc điều trị F0 tại nhà, trong đó nhiều nhất là Hoài Đức và Hà Đông. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cũng cho biết, thành phố đã xây dựng hệ thống tiếp nhận, cung cấp thông tin phục vụ theo dõi, chăm sóc F0 tại nhà, gồm tổng đài 1022 kết nối trực tiếp đến các trạm y tế lưu động toàn thành phố. Cùng với đó, ngành y tế phối hợp với đơn vị công nghệ thông tin xây dựng phần mềm trên điện thoại thông minh để người dân tự cập nhật tình trạng sức khỏe, được hỗ trợ y tế cũng như kịp thời phát hiện dấu hiệu bệnh nhân chuyển tầng. Thời gian tới, dự báo số F0 tiếp tục sẽ tăng nhanh, công tác chăm sóc điều trị F0 tại nhà nhiều căng thẳng, áp lực. Sở Y tế sẽ theo dõi đánh giá sát sao thực hiện ở từng địa phương. Khi phát sinh bất cập khó khăn, Sở Y tế sẽ báo cáo thành phố để có phương án ứng xử kịp thời. Sở Y tế TP.HCM cho biết, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã quyết định đưa bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron vào Bệnh viện Dã chiến số 12, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Bệnh viện này đã giải thể và hoàn thành sứ mệnh trước đó. Hiện bệnh viện đang chống và tương đối biệt lập theo từng block tòa nhà. Do đó, lực lượng y tế sẽ dễ dàng phân biệt nhóm nguy cơ người nhiễm bệnh. Lực lượng y bác sĩ cũng có bộ phận tăng cường để đáp ứng nếu số lượng bệnh nhân tăng cao. Hà Nội ban hành hướng dẫn mới phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19. TP.HCM sẽ giải trình tự gen với người nhập cảnh nếu dương tính để chặn biến chủng Omicron là những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn số 21391 về việc phân luồng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 lần thứ tư gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập, trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và trung tâm cấp cứu 115. Theo hướng dẫn mới này, Hà Nội phân thành 3 tầng điều trị dựa theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ. Cụ thể, tầng 1 dành cho trường hợp bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và mức nguy cơ trung bình. Tầng 2 dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, mức độ trung bình với nguy cơ cao. Tầng 3 dành cho trường hợp nặng hoặc nguy kịch với nguy cơ rất cao. Trước thực trạng nhiều nước lân cận có ca nhiễm liên quan đến biến chủng Omicron, ngành y tế TP.HCM đã lên kế hoạch ngăn chặn biến thể này xâm nhập vào nước ta thông qua đường biên giới đối với người nhập cảnh chính thức. Người từ nước ngoài đến Việt Nam sẽ được yêu cầu tiêm đủ liều vaccine quy định, đồng thời phải cách ly 7 ngày tập trung và 7 ngày tại nhà. Riêng đường hàng hải, người nhập cảnh nếu không lên bờ sẽ được cách ly tại tàu. HCDC cũng phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới giải trình tự gen đối với trường hợp nhập cảnh dương tính với virus SARS-CoV-2 để ngăn chặn biến chủng Omicron.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn. Dự kiến thời gian tiêm sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 12, lộ trình thực hiện tùy theo nguồn cung ứng vaccine. Theo đó, dự kiến tháng 12 tập trung tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 28 ngày, tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng. Về vaccine sử dụng là loại được Bộ Y tế phê duyệt và cung cấp. Theo nguyên tắc, nếu trước đó tiêm cùng loại vaccine thì tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cũng cùng loại đó hoặc vaccine mRNA. Ngày 6 tháng 12, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương miễn giảm học phí cho học sinh trong học kỳ 2. Nếu được thông qua, việc miễn học phí được áp dụng từ tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. Dự kiến ngân sách thành phố phải chi là 533 tỷ đồng để miễn học phí cho học sinh trong học kỳ 2 năm học 2021 và 2022. Trong đó, khối công lập là 358 tỷ đồng, còn lại là khối ngoài công lập. Cập nhật đến 12 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, cả nước đã tiêm gần 128,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng và trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Hiện đã có 54 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên, đạt trên 50%. Trong đó có 35 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 70%. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương phải thực hiện chiến dịch, đi từng ngõ, gõ từng nhà, lập danh sách tất cả những người cao tuổi, người có bệnh lý nền chưa tiêm vaccine để tiêm chủng cho nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, các địa phương có thể tổ chức điểm tiêm lưu động đến tận nhà các trường hợp có nguy cơ cao để bảo vệ họ khỏi nguy cơ bị diễn biến nặng nếu mắc COVID-19. Ngày 1 tháng 12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức mở cửa trường học trở lại, cho phép trường học thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13 tháng 12 đối với một số khối lớp trong 2 tuần và tiếp tục mở dần các khối lớp khác. Để đảm bảo cho công tác giảng dạy trực tiếp, các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án y tế để đón học sinh trở lại. Ngay sau khi có kế hoạch của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương chỉ đạo tới tất cả các cơ quan sở giáo dục trên địa bàn thành phố ra soát và chuẩn bị kỹ lưỡng các yếu tố về cơ sở vật chất, tỷ lệ tiêm vaccine, phương án an toàn trước ngày mở cửa trường học. Thì Sở Giáo dục cũng đã chỉ đạo để thực hiện chuẩn bị tất cả những cái nội dung liên quan từ cái công tác đảm bảo đối với cái công việc là về cơ sở vật chất, về đội ngũ, về tình hình của nhà trường, làm sao đáp ứng được các yêu cầu chung của ngành về việc đón các em trở lại nhà trường. Đồng thời là cái việc rất là ưu tiên, đó là nhà trường phải đảm bảo về cái kế hoạch, về cái lộ trình, về các cái công tác để làm sao đáp ứng cái chỉ đạo chung và cái an toàn là điều mà ngành cũng quan tâm. Sau nhiều tháng tiến hành giảng dạy trực tuyến, các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc chuẩn bị cơ sở vật chất nhằm đáp ứng được các tiêu chí dạy và học trong thời gian tới. Hầu hết các trường tăng cường với những biện pháp sẵn có và tiến hành chia tách lớp. Đặc biệt với những trường có nhiều loại hình học tập như bán trú, nội trú, công tác chuẩn bị càng được tiến hành khẩn trương và kỹ lưỡng. Nhà trường đã có cái sự chuẩn bị về phía cơ sở vật chất, thì nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ từ phòng học, phòng nội trú, phòng bán trú, nhà ăn. Đối với các lớp học thì bây giờ là nhà trường sẽ phân tách lớp, chia lớp, và trong mỗi bàn như vậy là chỉ có một học sinh thôi. Đối với các cái phòng nội trú thì cũng là giãn cách ra để cho đảm bảo rằng là khoảng cách giữa các cái giường nội trú là 2 mét. Rồi đối với cái nhà ăn thì nhà trường cũng sẽ phân ca ăn để cho làm sao mà mỗi bàn ăn như vậy thì chỉ có 2 học sinh thôi. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, điều quan trọng nhất khi mở cửa trường học là phương án và quy trình xử lý F0. Các trường học cần lường trước mọi kịch bản có thể xảy ra trước khi mở cửa trở lại. Các phương án xử lý cần có sự thẩm định bởi các cơ quan chức năng. Thứ nhất là tăng cường thêm những cái phòng ban
những cái phòng cách ly, hoặc là có những cái phương án mà khi mà có trường hợp F0 xảy ra thì trường chúng tôi đã có những cái phương án để đối phó kịp thời và nhanh chóng. Theo lộ trình tổ chức học trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn bộ cán bộ giáo viên các trường đều sẽ được tập huấn về công tác phòng chống dịch trước ngày 8 tháng 12. Việc mở dần học trực tiếp tới các khối lớp sẽ dựa vào tình hình thực tế trên cơ sở đặt sự an toàn của học sinh là trên hết. Quý vị đang theo dõi chương trình Hộp tin Việt Nam phát sóng trực tiếp lúc 18 giờ. Sau đây là những nội dung chính có trong phần sau của chương trình. Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng thêm 7,4% lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng một năm không phải nộp thuế. Thông tư 06, sửa thông tư vay nghị định, doanh nghiệp mong chờ, đó là thông tin của Mục Tâm Điểm ngày hôm nay. Ngày 7 tháng 12, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108 về điều chỉnh lương hưu, cấp trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại điều khoản 1, điều 1 nêu trên. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 điều 1, cụ thể như sau, tăng thêm 200.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng một người một tháng trở xuống, tăng lên bằng 2.500.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng một người một tháng đến dưới 2.500.000 đồng một người một tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo. Nghị định 108 năm 2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 1 năm 2022. Các quy định tại nghị định này được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104 ngày 4 tháng 12 năm 2021 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Cụ thể, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11 năm 2021 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11 năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2021. Nghị định có hiệu lực từ ngày 4 tháng 12 năm 2021. Sau thời gian gia hạn theo nghị định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 100 năm 2021 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 40 năm 2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo thông tư, trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm, kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương lịch, thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng, hoặc thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Bên cạnh đó, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không chọn năm. Nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng một năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Thông tin từ Tổng cục Thuế cho hay, thực hiện Nghị định số 52 năm 2021 của Chính phủ, tính đến hết tháng 11 năm 2021, ngành thuế đã gia hạn nộp thuế, tiền thuế và tiền thuê đất cho 139.190 doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, trong đó có 119.708 doanh nghiệp và tổ chức và 19.482 hộ cá nhân kinh doanh. Tổng số thuế và tiền thuế đất được gia hạn là 92.825 tỷ đồng.